Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và mai thì bắt đầu là mùng 1 tháng 8 âm lịch mới ấy, thì mình chúc tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và đã mua sản phẩm điện thoại nào bên mình ấy. Thì các bạn là một tháng mới nói chung là làm ăn thì gặp nhiều may mắn, để công việc thì luôn luôn thuận lợi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu thanh lý cho các bạn. Thì mai thì đầu tháng mới thì tất cả là mỗi sản phẩm bên mình ấy, thì mình sẽ bớt cho các bạn là 50k các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Thì con này bên mình đang chia khách hàng với giá là 1 triệu đồng. Thì với mai là bên mình đang đầu tháng mới thì bên mình có giảm giá là 50k cho một sản phẩm. Thì con này chỉ còn 950k các bạn nhé. Này, con này. Bình thường mà hôm mình bán 1 triệu đấy. Nhưng mà mai thì mình sẽ bán với mức giá là 950k cho các bạn luôn các bạn nhé. Nói chung là thỉnh thoảng mình nhập sản phẩm mà giá rẻ cho các bạn. Nói chung là xài cũng ok là được. Và mình nói sơ qua con này là cấu hình RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Con này được trang bị màn hình 5,5 inch. Dụ nhà các bạn có trẻ nhỏ hay em nhỏ, các bạn có thể là mua về cho con xem phim. Hoặc là các bạn lúc cho ăn xem phim thì cũng ok, rất là tuyệt vời nhé. Và thì ví dụ nhà các bạn mà có bố mẹ mà tuổi cao mắt kém, các bạn có thể là sắm một màn hình siêu to này về cho bố mẹ xem phim thì cũng được nhé. Tại vì kinh tế Việt Nam bây giờ là đang cực kỳ là phát triển rồi. Với mức giá là 1 triệu cũng không rẻ quá. Và bên mình thì là mai là đang chiên khách hàng là các bạn đang bớt các bạn là mỗi 50k cho một sản phẩm nhé. Lại rất là còn rẻ nữa các bạn nhé. Thì nhà mình có là 4 con nhé. Các bạn nó thích sản phẩm Mi Note 1S này, các bạn nên kẹt hàng mình là sớm nhất nhé. Nhà mình thì có màu trắng đen các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7+. J7+ thì hôm nay nhà mình có 2 chiếc này. Và mình cũng nói sơ cua qua con này. Con Samsung J7+ thì con này thì là cấu hình con này RAM 4GB. Cấu hình của Samsung J7+. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung J7+ thì bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7+ thì các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình. Số điện thoại bên mình thì có 2 số điện thoại. Các bạn gọi số 1 là 0966217789. Các bạn gọi số 1 số này không được thì các bạn có thể là gọi số 2 giúp mình nhé. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số 2 là 0833221789. Nhà mình thì có 2 dùng số điện thoại thì các bạn gọi số 1 cũng được, các bạn gọi số 2 giúp mình nhé. Và trường hợp mình không nghe máy thì các bạn có thể là gọi lúc khác, tại vì Zalo thì mình cũng ít trả lời, mong các bạn gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Để với những ưng về giá cả, tại vì các sản phẩm nào mình nhập được giá hời thì mình sẽ báo cho các bạn giá hời. Ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 Pro. J7 Pro thì hôm nay nhà mình về tiếp được 3 cây các bạn nhé. Samsung J7 Pro thì mình về tiếp 3 cây. Và Samsung J7 Pro thì bên mình là đang đẹp hình thức là đẹp khoảng độ 3 con này thì đẹp cứ tầm 97-98%. Và sản phẩm Samsung J7 Pro thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 3 triệu đồng. À sorry các bạn, là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Đây ạ. Nói chung là các buổi ngày mai thì đầu tháng nên mình bán cho các bạn với những giá là hời nhất nhé. Mình đảm bảo các bạn như thế nhé. Và mỗi sản phẩm thì mình sẽ bớt cho các bạn là 50k nhé. Nói chung đầu tháng nói chung là bán buôn lấy lọc lấy lãi thôi các bạn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro thì bạn nên tiến hành sớm nhất nhé. Màu hồn cũng rất là xuất sắc, rất là đẹp như bạn nhé. Nói chung một sản phẩm Samsung J7 Pro thì cũng khá thành công của Samsung nhé. Và cấu hình con này là RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Chơi game viết rất là mượt ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu bạn chiếc Samsung J7 Pro. J7 Pro thì con này là bản công ty 2 SIM các bạn nhé. Này. Samsung J7 Pro thì J7 Pro thì cấu hình con này các bạn đã biết rồi, cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Thì con này hình thức là đẹp 97%. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Bên mình thì mai chiên khách hàng các bạn bớt mỗi sản phẩm là 50k. Thì con này chỉ còn 1 triệu. Con này chỉ còn 1.950.000 các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro thì các bạn nhanh tay đặt hàng sớm nhất nhé. Hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Các bạn nào mà ở xa ấy,
thì các bạn có thể chọn hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể chuyển khoản. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn nhé. Nhưng mà hình thức kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship giúp chúng mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Nói chung là tiếp tục Samsung thì mình sẽ giới thiệu hết Samsung cho các bạn luôn. Samsung mình sẽ ngồi còn nào thì mình sẽ giới thiệu tốt. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đây ạ. Máy màu xanh ngọc rất là đẹp nhá. Sản phẩm Samsung Z5 Pro ấy thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu một tí các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Máy màu xanh rất là đẹp nha các bạn nhé. Màu xanh ngọc rất đẹp ạ. Hơn 2 triệu một tí thôi. Con này với giá là rất hời các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mục là iPhone các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. iPhone 5S thì nhà mình thì còn đang còn hai chiếc nhé, một chiếc màu gold và một chiếc màu đen nhé. Và sản phẩm iPhone 5S thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Đấy, các bạn nào thích sản phẩm nhỏ gọn thì các bạn có thể, nhà mình thì còn một chiếc màu đen gray rất là đẹp các bạn nhé. Và một chiếc màu bạc nhé các bạn nhé. À, một chiếc màu gold các bạn nhé. Và nào thích sản phẩm iPhone 5S thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Thì nhà mình còn hai chiếc các bạn. Với mức giá bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Để biết giá chi tiết ấy, thì các bạn có thể liên hệ cho mình là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Các bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S một màu gold và một màu gray thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Mỗi sản phẩm bên mình mai sẽ bớt là 50k nhé, nên là các bạn hào hồ lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. iPhone 6S thì hôm nay mình vừa được về một chiếc màu hồng với các bạn nhé. Hình thức con này đẹp khoảng độ 95%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Con này là iPhone 6S nhé. Con này thì là bản của con này giới thiệu. Con này là bản LLA nhé. Con này là 16GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S, con này là máy màu hồng nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này là bản 16GB các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì nhà mình còn một chiếc màu đen này các bạn nhé. Và con iPhone 6 thường này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Sorry các bạn, con này là hơn 2 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường màu gray này nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Xperia thì hôm nay nhà mình còn hai màu, một màu gold và một màu đen. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nhanh tay hàng cho mình là sớm nhất nhé. Máy thiết kế rất là, thứ nhất là máy nguyên zin chỉ chữa và thứ hai là máy đẹp, hình thức cũng khá là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình còn một con Sony XZ màu bạc nhé. Và sản phẩm Sony XZ thì bên mình đang thanh lý với giá là rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Nói chung là Sony XZ thì cũng khá là thành công của Sony nhé. Này, Sony XZ màu bạc các bạn nhé. Mình còn con này thì các bạn biết giá chi tiết các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Và thì mình ở clip mình cũng nhắc lại các bạn luôn, để vì tính mình hay bị quên. Các bạn nào mà đã chốt hàng bên mình rồi chưa thì mình ship ấy, mong các bạn gọi lại hỏi lại giúp mình nhé. Thì vì tính mình hay quên, mình không ship hàng các bạn nên các bạn thông cảm nhé. Thì mình sẽ ship hàng các bạn luôn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Z5. Z5 thì hiện tại nhà mình đang còn một màu hồng này và một màu bạc. Và sản phẩm Sony Z5 thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Hình thức máy cũng đẹp, phải đến 98% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z5 này các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, vân chay ở bên cạnh này các bạn nhé. Nói chung là dành cho các bạn mà đam mê Sony cũng rất là tuyệt vời. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z5 thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé.
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo Neo 5. Neo 5 thì hôm nay nhà mình còn một chiếc màu đen này các bạn nhé. Neo 5. Thì con này Neo 5 thì hôm nay nhà mình được về được một chiếc này. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Con Oppo Neo 5 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k. Hình thức con này là đẹp khoảng độ 80% các bạn nhé. Oppo Neo 5 này nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn cho các bạn là chiếc Oppo F9. F9 thì con này thì con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Con này máy màu xanh, màu xanh đen rất là đẹp các bạn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này nhé thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại với mình. Hôm nay thì nhà mình về được chiếc màu xanh đen các bạn nhé. Con này thì có tặng một bộ sạc zin theo máy nhé. Con này thì có sạc zin theo máy nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Máy màu xanh rất là đẹp các bạn, nhìn bóng nhẫy này. Đấy, rất là đẹp ạ. Và bên mình cũng có ship 3 miền nên là các bạn ở xa cứ yên tâm nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Nova 3e. Nova 3e, con này là 3e này. Và Nova 3e thì con này là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Thì con này thì bên mình hôm nay vừa về con này xong. Hình thức con này là đẹp khoảng độ con này phải 96% các bạn nhé. Máy màu xanh rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3e này các bạn nên tên hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3e máy màu xanh dương này thì các bạn nên tay hàng cho mình sớm nhất nhé. Đây, máy màu xanh rất đẹp ạ. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3e các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhé. Đây, máy màu xanh rất đẹp ạ. Được cái cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64 thì các bạn thể thao hồ lưu chụp ảnh các kiểu nhé. Và sản phẩm cuối cùng mình buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này thì vẫn còn con nữa. Con này là con Vivo V5S. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhé. Cấu hình con này RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Và sản phẩm Vivo V5S này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 nhé. Con này thì bên mình mai đang chia khách hàng với giá 50k, bớt 50k một sản phẩm. Thì còn 1.850.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo V9 này nhé, V5S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Máy hình thức còn đẹp đến 90% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo V5S đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con Z7 Brai. Con này là bản Hàn một sim các bạn nhé. Con này là Z7 Brai bản Hàn một sim. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Hình thức con này đẹp khoảng 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Brai bản Hàn này nhé thì các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình con này là bản một sim nhé. Thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Brai các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn in xa cứ yên tâm và có bảo hành là lỗ được 1-1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm phải lo nhé. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu với các bạn. Thì bây giờ thì mình cũng xin dừng clip ở đây. Thì các bạn nhớ là đăng ký kênh YouTube, bật chuông báo và hoan hỉ chia sẻ video của mọi người thân. Biết đâu mọi người thân đã thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình ấy, thì các bạn thể ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và chúc tất cả các bạn đang xem video của mình ấy có một giấc ngủ thật ngon và một tháng mới thì làm ăn thì lúc nào gặp nhiều may mắn nhé các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.